À, xin chào quý vị đã đến chương trình Trực Chuyện TV. Thì năm 2021 đã chính thức khép lại và là một năm rất là đặc biệt về cái công tác chống dịch COVID-19 ở trong Việt Nam. Từ ở chỗ cái đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, nó đã gây ra một cái hậu quả rất là nặng nề, quá nhiều những cái người nhiễm và gần như rất là khó để mà kiểm soát, mặc dù chính phủ đã phải vào cuộc, phải tung lực lượng là nhân lực không chỉ là trong ngành y tế không, mà ngay cả những tình nguyện viên sau đó phải tận dụng và sử dụng luôn các lực lượng quân lực nữa, quân đội của Việt Nam để mà phục vụ cho công tác chống dịch, gần như là cả một cái xã hội để vào cuộc. Và những cái biện pháp mà thực hiện trong năm 2020 khi mà Việt Nam thực hiện rất là thành công và để cho những cái người không có nhiễm bệnh ở trong xã hội đó, thì cái chiến dịch đó đã không có hiệu quả nữa khi mà năm 2021 với cái biến thể COVID-19 mới, cái sự lây lan nó rất là nhanh. Và cái đợt dịch lần thứ tư bùng phát nó đã gây ra một sự thiệt hại về nhân mạng, về tài sản và ngay cả tổn thương rất là nặng nề đến nền kinh tế của Việt Nam, nền kinh tế mà khu vực tư nhân, khu vực bán buôn, khu vực dịch vụ, rồi ngay cả ngành du lịch chẳng hạn, rất là nhiều các cái đơn vị kinh tế phải phải bị tổn thương rất là nặng nề. Nhưng mà một cái vấn đề được đặt ra đó, trong một cái bối cảnh khi mà đại dịch COVID-19 nó bùng phát nặng như vậy, thì đã xuất hiện những cái sự lên tiếng, có xuất hiện những cái sự đánh giá, thậm chí là những cái lực lượng mà ở bên ngoài Việt Nam đó, ngay cả cái lực lượng mà những cái báo chí Việt ngữ hải ngoại chẳng hạn, thì thời điểm người ta chỉ trích, người ta nói rằng Việt Nam đã quá chậm trễ trong cái việc mà chuẩn bị các cái vaccine cho những người dân, cho nên không có kịp để mà ứng phó. Và khi mà bùng phát nặng như vậy mới đi tìm các cái vaccine. Và ngay cái thời điểm mà dịch bệnh lần thứ tư bùng phát, thì Việt Nam là một trong những nước có cái vaccine rất là thấp và cái tỷ lệ tiêm chủng cũng rất là thấp. Thì cái điều này rất là dễ hiểu thôi, bởi vì một năm trước đó, tức là năm 2020, khi mà Việt Nam rất là thành công trong cái công tác chống dịch và một cái đất nước không có ảnh hưởng nặng nề về cái dịch bệnh, không có nhiễm bệnh nặng nề, thì cái chương trình COVAX hay là những cái chương trình mà đặt hàng mua các vaccine đó, người ta cũng thấy rằng cần nên ưu tiên cho những cái quốc gia khác, những cái quốc gia mà họ bị tổn thất rất là nặng nề. Chính vì cái điều đó cho nên là Việt Nam đã khó để mà tiếp cận các vaccine. Còn ở trong nước thì nghiên cứu thì chưa có được. Còn phối hợp hợp tác thì chúng ta biết rằng trong một cái bối cảnh vaccine COVID-19 nó gần như là một cái món hàng rất là chiến lược, không một cái đất nước nào họ muốn bỏ ra cả. Và ở phía Việt Nam chúng ta thấy rằng khi mà năm 2021 này kết thúc thì có một cái điều rất là đặc biệt. Một cái con số mà Bộ Y tế của Việt Nam đưa ra đó làm cho nhiều người rất là bất ngờ. Có thể nói rằng những ngày cuối cùng của năm 2021 trong cái tháng 12 này và người ta thấy rằng Việt Nam đã tiếp nhận được đến 183 triệu liều vaccine. Một con số mà những cái thời điểm mà tháng 7, tháng 8, mặc dù trước đó 8 tháng thôi, trong vòng 4 tháng cuối năm thôi, Việt Nam đã nhận hơn 150 triệu liều vaccine ở nhiều nguồn khác nhau, từ mua có, từ tặng cho có, từ viện trợ có, từ nhận từ ở phía bên chương trình COVAX có, từ ở các cái chương trình mà quan hệ hợp tác song phương với tất cả các nước để mà người ta nhượng lại, người ta tặng cho, người ta biếu, người ta nhượng quyền cho đủ thứ chuyện hết, và chính phủ Việt Nam cũng mua. Và cho thấy rằng cái tiền ngân sách để mà đầu tư trong cái lĩnh vực y tế của năm 2021 này rất là lớn, có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay trong rất nhiều các cái chương trình, kể cả mua vaccine rồi mua các kit test rồi đầu tư cho các cái máy móc thiết bị trong bệnh viện và ngay cả vấn đề mà phải trả lương cho những cái nhân viên nữa, những cái nhân viên mà sử dụng tình nguyện viên và những cái lực lượng khác đó, khi mà nếu mà tính đủ á, có thể nói rằng một cái số lượng đầu tư rất là lớn. Và nhiều cái ý kiến đó, ở bên ngoài họ chỉ trích thì họ nói rằng Việt Nam gần như đi xin đi đi kiếm những cái vaccine mà họ cho không, chứ còn Việt Nam không có chủ động để bỏ ngân sách ra mua. Thì thực tế con số mà đến ngày hôm nay cho thấy đó là Việt Nam mua từ ngân sách là khoảng chừng 90 triệu liều, tức là một cái số tiền rất là lớn chứ không phải nhỏ. Tức là Việt Nam có khoảng 90 mấy triệu dân thì cũng phải 90 triệu liều. Và trong đó thì cái số liều mà vaccine được viện trợ đó ở các cái nguồn khác nhau khoảng chừng 89 triệu liều.
tức là nó cũng gần như tương đương, phân nửa là mua, phân nửa là người ta tặng. Dĩ nhiên người ta tặng thì cũng có quan hệ song phương, có qua có lại, mình cũng phải tặng người khác món này món khác, và trong điều kiện khác thì mình cũng phải có qua có lại trong vấn đề quan hệ ngoại giao. Nhưng mà một cái điểm đặc biệt là trước đây 4 tháng không ai dám tưởng tượng, không ai nghĩ rằng ở Việt Nam có thể tận dụng một cách rất là đặc biệt để mà có được 150 triệu liều. Và đến ngày cuối năm 2021, ngày 31 tháng 12, thì gần như là những người trong cái độ tuổi mà chích vaccine từ 18 tuổi trở lên đó đã chích được ít nhất là một mũi, và có trên 50 mấy% thì đã chích được 2 mũi. Và cái tốc độ mà tiêm chủng trong những tháng cuối năm này thì Việt Nam là một trong những cái nước mà tiêm chủng nhanh nhất thế giới, nằm trong 8 cái nước, 10 cái nước đầu tiên để mà có cái tốc độ tiêm chủng hạng nhất. Và về số lượng mà vaccine đó, thì Việt Nam cũng nằm trong 8 cái nước á, mà có cái tổng số lượng vaccine được sử dụng nhiều nhất. Bởi vì dân số của chúng ta đông, và ngay cả bây giờ thì Bộ Y tế của Việt Nam và trong cái ban mà chỉ đạo về vấn đề mà chống dịch COVID-19 cũng đưa ra một cái kế hoạch mà rất là tham vọng. Theo đó đó thì đến hết quý 3, hết quý 1 năm 2022 này, tức là trong vòng khoảng 13 4 tháng nữa, thì Việt Nam thậm chí là nói rằng sẽ chích luôn cái mũi thứ ba cho những cái người dân nữa, theo là vũ luôn. Và đối với những cái và cũng một cái kế hoạch vừa được chính phủ của Việt Nam thông qua, đó là việc mà xuất ra kinh phí để mà mua các vaccine, lựa chọn và tìm kiếm và đặt hàng mua, và công yêu cầu chuyển giao nhanh những cái vaccine cho những cái trẻ em dưới coi như là 12 tuổi. Thì đây là một cái điều rất là đặc biệt. Có thể nói khi mà chính phủ Việt Nam vào cuộc và sử dụng gần như là toàn bộ cái bộ máy chính trị, cái điều này chúng ta thấy rằng nó rất là khó ở nhiều nước. Ví dụ như ở tại Hoa Kỳ, người ta cũng hô hào rất là nhiều, nhưng mà trong cái công tác chống dịch đó thì gần như phải trả tiền. Mặc dù sử dụng lực lượng y tế thì cũng phải sắp xếp và công việc, rồi ngay cả quân đội cũng phải trả tiền phụ trội thêm, và rất là khó có cái chuyện mà cả một cái bộ máy vào cuộc. Trong đó thì ở Việt Nam, trong cái Bộ Ngoại giao chẳng hạn, là một cái điểm nó nổi bật lên khi mà có những cái quan hệ con thoi, quan hệ với tất cả các nước và tìm tất cả các cái nguồn, và ngay cả sử dụng luôn các cái doanh nghiệp nữa, doanh nghiệp ở trong nước và cái cộng đồng mà doanh nghiệp của nước ngoài, các cái đối tác, các cái khách hàng của Việt Nam để mà kiến nghị rồi tạo áp lực lại đối với các cái khách hàng. Ví dụ như ngay cả những cái khách hàng mà của Mỹ ở tại Hoa Kỳ đó, thì có nhiều cái hãng xưởng, nhiều cái đối tác làm ăn ở trong Việt Nam, và người ta đã yêu cầu đối với phía bên chính quyền Việt Hoa Kỳ đó phải sớm để mà tạo điều kiện để mà cho các vaccine cho những cái người ở trong Việt Nam, cho những cái công nhân nhân viên của họ, để mà đảm bảo cái chuỗi cung ứng. Thì đó là một cái điều rất là đặc biệt. Đến thời điểm những ngày đầu năm 2022 này, 21, 22 này đó, thì trong Việt Nam vẫn còn nặng nề ở một số khu vực, thí dụ như thành phố Hồ Chí Minh, một số các cái tỉnh miền Tây, miền Nam cũng còn cái số lượng người nhiễm rất là nhiều, và biến thể Omicron thì nó cũng chưa có biết nó như thế nào. Một số các cái thông tin thì nói rằng nó không có nặng nề lắm, nhưng mà cái số lượng người nhiễm, mặc dù đã chích 2 mũi rồi, có người chích 1 mũi rồi, và nó vẫn lây lan. Cái lây lan này thì cái hậu quả nó sẽ không có nặng nề giống như là cái lần trước, và kèm theo đó thì những kế hoạch đã mở cửa rồi, cái nền kinh tế bắt đầu đã phục hồi lại. Những cái số liệu cuối năm đóng lại đó cho thấy về cái vấn đề mà mậu dịch, vấn đề về thương mại của Việt Nam là một cái điểm rất là đặc biệt, và cái con số rất là bất ngờ khi mà tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tất cả đều tăng hết, tăng một cách rất là đột biến, lên tới 10 mấy%, thậm chí là gần tới 20%, 19 mấy%. Thì cái điều đó thì là lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên thì cái đó chúng ta muốn nói trở lại cái vấn đề mà đại dịch đó, thì cái việc mà COVID-19 để mà có được cái vaccine, thì cái chiến dịch này nó đã làm một cách rất là thần tốc. Trong đó có một cái số liệu đó, tính đến ngày hôm nay theo như là một cái thống kê, thì cho thấy là các cái nguồn mà vaccine của Việt Nam có, thì trong đó là coi như là các cơ chế COVAX á, là 26,68%, rồi viện trợ song phương là 11,8%,
84%, rồi có doanh nghiệp tài trợ, rồi chính phủ của Việt Nam mua là 47%. Trong đó có nhiều các cái lỗ vaccine, ví dụ vaccine mà ít nhất là có lẽ là vaccine Sputnik của Nga, rồi cái vaccine mà nhiều sử dụng nhiều nhất ở trong Việt Nam có lẽ là AstraZeneca, rồi sau đó nữa là Moderna, Pfizer, là hai cái lỗ thuốc của Hoa Kỳ thì Việt Nam sử dụng nhiều. Còn cái thuốc mà Verocell đó rồi cũng cũng được sử dụng, và Aladaba thì chúng ta cũng đã biết rồi. Đây là những cái loại thuốc mà Việt Nam sử dụng nhiều nhất. Ngay khi mà cái đầu dịch đó thì có khá nhiều những cái ý kiến nói rằng Việt Nam không có, thậm chí là chậm hơn kể cả Campuchia. Campuchia họ đã tận dụng rất là sớm, nhưng mà Campuchia thì họ đa phần họ sử dụng các cái thuốc của Trung Quốc, cái Vero của Trung Quốc hay là cái Sinopharm của Trung Quốc thôi. Và Việt Nam thì người ta không thích lắm về cái thuốc Trung Quốc. Ngay từ lúc đầu chính phủ của Việt Nam cũng đã muốn rằng tiếp cận với những cái nguồn vaccine nó rất là tốt. Chính vì vậy cho nên là đa phần người dân Việt Nam là chích các cái thuốc mà gọi là cái thuốc tốt của Mỹ và của Anh. Đó mới là cái điều đặc biệt. Từ hồi tháng 6 đó, chúng ta thấy là trong cái buổi mà ra mắt cái quỹ COVID-19, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã kêu gọi những người dân đóng góp, và cái chương trình đó đã được sự hưởng ứng của những người dân rất là nhiều. Cái quỹ đó rất là lớn, thu được mấy chục ngàn tỷ đồng tiền Việt Nam. Và đây là một cái điều rất là đặc biệt, chưa bao giờ có một cái đất nước nào có làm như vậy. Và chính vì cái sự kêu gọi này cũng gặp nhiều nhiều, nhiều cái sự chỉ trích, nhiều cái sự lên tiếng nói rằng là chính phủ không có bỏ tiền ra nhiều mà để cho những người dân phải đóng góp. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng ở mỗi nước thì có một cái điều đặc biệt khác nhau, và cái điều đóng góp đi nữa cũng không phải là vấn đề mà ép buộc. Đây là một cái điểm nó hoàn toàn mang tính chất là tự nguyện, và ngay từ cái khi mà kêu gọi đó thì cái số tiền rất là nhiều, và cái số tiền đó khi mà có rồi đó không phải là dễ dàng để mà mua các cái vaccine. Người ta cũng đã thấy rằng vaccine người ta có nhưng mà không thể bán được, không thể nào mà dễ dàng mua được nếu như mà không có nhờ cái kênh ngoại giao, hay là những cái và những cái kênh ngoại giao khi mà chính phủ của Việt Nam mua được đó hoặc là nhượng quyền lại từ các đất nước, thì rõ ràng là do cái vị thế, rồi do những cái sự quen biết, do cái sự nể trọng, hoặc là do cái vai trò, cái mối quan hệ làm ăn, rồi đủ thứ chuyện hết, nó có một cái tỷ trọng, nó có một cái sự đối trọng á, nó mới thu hút được. Và chính vì vậy các cái đối tác người ta mới nhả ra, ví dụ như nước Đức họ đã tặng cho Việt Nam bao nhiêu triệu liều, rồi ngay cả Nhật Bản và Mỹ vẫn là cái nước đứng đầu. Nước Mỹ là tặng cho Việt Nam vaccine COVID-19 cao nhất thế giới. Và đến bây giờ đó, cái chương trình COVAX cũng vậy. COVAX thì lúc đầu thì họ tính rằng tặng cho Việt Nam khoảng chừng gần 39 triệu liều thôi. Bởi vì theo cái kế hoạch thì COVAX họ muốn tặng cho những cái nước mà nằm trong cái đối tượng cần được tặng đó là khoảng 40% dân số. Và tính theo cái dân số của Việt Nam thì khoảng chừng gần 96 triệu dân, 96 triệu dân đó, thì Việt Nam nhận khoảng chừng 40% là khoảng 40 triệu liều, nhưng mà không tới 40 triệu liều là 39 triệu liều. Nhưng mà cuối cùng á, thì đến thời điểm này chương trình COVAX cũng mở ngoặc ra thêm là hiện giờ là một người phụ nữ rất là nổi tiếng, một người phụ nữ gốc Việt, và người phụ nữ này làm tổng giám đốc của cái chương trình COVAX và điều hành cái chương trình phân phối trên toàn thế giới. Không biết có phải vì đây là một người Việt Nam mà có một cái sự ưu đãi cho người Việt Nam hay không, thì đây là một điều chúng ta nói cho vui thôi. Chứ đến ngày hôm nay thì COVAX đã không chỉ là tặng cho Việt Nam 39 triệu liều, mà thực tế đã gần 46 triệu liều. 46 triệu liều tức là cho thêm Việt Nam gần như 7-8 triệu liều nữa. Thì đó là một cái điều rất là đặc biệt. Và còn hứa hẹn rằng sẽ tặng thêm cho Việt Nam nữa trong thời gian tới. Bởi vì ai cũng biết rằng bây giờ cái đại dịch COVID-19 có nhiều biến thể. Và nhiều nước trên thế giới đã áp dụng cái mũi tiêm thứ ba. Tại Việt Nam cũng đã muốn áp dụng cái mũi thứ ba mà mang tới đất đại trà nữa. Cho nên vaccine gần như tới đây nó sẽ được phủ. Mà có một điều đặc biệt nữa, báo chí của thế giới cũng đăng rất là nhiều. Khi mà hồi đầu năm đó, ở Việt Nam từ cái chỗ mà không nghĩ rằng là sẽ có đủ các cái vaccine, thì những cái tờ báo trong khu vực chẳng hạn, cách đây khoảng 6-7 tháng thôi, thì cái tờ báo
stretch time của ở phía bên Singapore đó, khi đó thấy rằng ở Việt Nam tiêm chủng rất là chậm chạp, rồi có những cái vaccine không có những cái nguồn của nó, thì người ta còn nói rằng một cách mà Việt Nam mà cứ tiêm chủng theo cái kiểu như vậy thì phải mất có khi cả chục năm thì mới có thể phủ sóng được cho khoảng 75% dân số của Việt Nam. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì Việt Nam chỉ mất có 4 tháng mấy thôi mà đã tiêm chủng gần như là hơn 70% dân số rồi. Và trên 70% dân số là đạt cái kế hoạch đúng theo cái yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới. Tức là Tổ chức Y tế Thế giới cũng mong muốn rằng các quốc gia phải tiêm chủng cái mức độ như vậy. Và cụ thể đó thì một số các cái số liệu cho thấy rằng hiện giờ đó các cái biến thể ở trong cái COVID-19 thì nó có một vài các cái điểm, thí dụ như là trong 183 các triệu liều vaccine mà tính đến ngày 26 tháng 12 thì trong đó đó có thể nói rằng chương trình cơ chế COVAX á, thì đã được 45,2 triệu liều, rồi các cái nguồn hỗ trợ song phương từ chính phủ là nhận của khoảng chừng 20 nước. Trong đó 20 nước thì đã tặng cho Việt Nam khoảng 20,5 triệu liều, và các cái nguồn các cái doanh nghiệp ở trong nước là tiến hành tài trợ cho các cái lộ vaccine đó, họ ủng hộ để mà mua. Chúng ta nhớ là cái sự kiện mà tặng các cái vaccine ở thành phố Hồ Chí Minh rồi 5 triệu liều đầu tiên của một cái công ty rất là nổi tiếng và mua cái vaccine của Trung Quốc, thì sau đó có những cái sự chuyển giao rồi cũng có những cái sự ý kiến, có nhiều cái sự đánh giá, thì cái nguồn các cái doanh nghiệp tài trợ là 20 triệu liều. Và các cái nỗ lực mà ngoại giao á, thì đã vận động các cái công ty mà Việt Nam đặt hàng mua từ các ngân sách của chính phủ, ví dụ như công ty Pfizer chẳng hạn, và ai cả cái AstraZeneca. Chúng ta đã nhớ các cái chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc, rồi cái chuyến viếng thăm châu Âu của ông thủ tướng chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, thì những cái chuyến đi con thoi của những cái nguyên thủ quốc gia, những cái người đứng đầu chính phủ của Việt Nam đã tiếp cận đến các cái công ty, các cái đối tác, các cái quốc gia đó và đã vận động, cho nên rằng coi như là những cái công ty nào họ đã giao hàng đúng thời hạn cho Việt Nam trong cái năm 2021. Và chính vì vậy đó, chính phủ Việt Nam đã nhập khoảng 90 triệu liều vaccine từ cái ngân sách nhà nước trong năm 2021, thì đây là một cái số liệu có thể nói rằng khá là đặc biệt. Những cái chương trình như là Pfizer phải sắp xếp thay vì giao cho một cái nước khác rồi sử dụng một sự nhượng quyền, ví dụ như trường hợp của Ba Lan chúng ta nhớ rất là rõ là đồng ý cho Ba Lan để mà chuyển giao cho Việt Nam và tìm luôn những cái nguồn, nhiều khi họ viện trợ chỉ 200-300 ngàn liều rồi nhượng quyền mua bán 1,5 triệu 500-700 ngàn. Lúc đó chúng ta thấy người dân theo dõi rất là nhiều, ví dụ như bữa nay về cái 1,5 triệu liều, rồi ngày hôm cách một vài tuần được tặng thêm mấy trăm ngàn liều, ai cũng cảm thấy là vui mừng. Nhưng mà đến ngày hôm nay đó thì có lẽ là các cái loại vaccine chúng ta đã thấy rằng người dân Việt Nam cảm thấy gần như là không có quan tâm nhiều nữa, bởi vì nó đã có rất là nhiều rồi và đang trên đường về nữa. Và trong cái thời điểm mà dịch COVID-19 bùng phát đó, ở trong Việt Nam cũng nghiên cứu rất là nhiều, ví dụ như cái chương trình mà NanoCovax. Nhiều người thì nhận định rằng trong cái điều kiện khó khăn như vậy thì cái loại thuốc của Việt Nam có lẽ rằng nghiên cứu vội vàng nhiều khi nó chưa có đạt cái hiệu quả, và rất có thể là chính phủ Việt Nam cũng sẽ dễ dàng, các cái cơ quan chức năng của Việt Nam nó dễ dàng cho thông qua để mà chích cho những người dân, để làm an lòng những người dân, làm cái kiểu là nó sẽ không đạt chất lượng. Nhưng mà không phải như vậy, chúng ta thấy một cái điều thực tế rằng là Bộ Y tế của Việt Nam, các cái ủy ban đạo đức nghề nghiệp gì đó của Bộ Y tế đó, của bên dược phẩm đó, họ đã bỏ phiếu và họ không cho thông qua những cái lô thuốc như vậy khi mà chưa có đủ các cái cơ sở dữ liệu để mà tin tưởng rằng nó có thể hiệu quả ngăn chặn cái dịch COVID-19. Cho nên không phải là trong cái lúc khó khăn có thể là mua bất cứ một lô thuốc nào, cũng không phải dễ dàng tiếp cận mua những cái lô thuốc kém phẩm chất. Những cái loại thuốc của Trung Quốc bị người Việt Nam, nhất là những người phía Nam, người ta tẩy chay hoặc người ta cảm thấy là họ không thích, họ tin tưởng những cái loại thuốc của Hoa Kỳ nhiều hơn, những cái loại thuốc AstraZeneca của Anh nhiều hơn. Thì ở phía mình những nhà quản lý đó họ có vẻ họ lựa chọn, họ tìm những cái loại thuốc tốt nhất. Đây là một cái điều rất là đặc biệt.
Còn kể cả hai cái loại thuốc mà vaccine của Trung Quốc đi nữa, cái Vero đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng cái Vero này cũng là một cái Sinopharm, là một cái loại thuốc vaccine được tổ chức y tế thế giới công nhận, chứ không phải là loại thuốc thường, loại thuốc đã được xác định rất là tốt. Cho nên chính vì cái điều này đó, khi mà chúng ta thấy là Thái Lan hay là Campuchia họ chích ngừa cho những người dân thì cũng khá là thành công. Và những cái biến thể mới hiện giờ đó, thì hai cái đất nước như là Thái Lan và Campuchia thì Việt Nam phải thêm theo dõi rất là kỹ, kể cả Thái Lan với Campuchia họ cũng theo dõi Việt Nam rất là kỹ, bởi vì ba cái nước này có sử dụng các cái nguồn á, về cái vaccine cũng tương tương đồng với nhau, cũng là AstraZeneca với cái thuốc của Trung Quốc, rồi ngay cả cũng có cái loại mà Pfizer của Hoa Kỳ. Thì đó là những cái ba cái mặt hàng mà chủ lực mà gần như Thái Lan, Việt Nam sử dụng gần giống 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 nhau. Và cho nên là nếu mà một nước trong cái ba nước này mà có những cái sự biến động tăng dịch nặng nề, gây ảnh hưởng nặng nề, thì hai cái nước này rút kinh nghiệm liền và người ta sẽ có những cái biện pháp. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy là trong cái đại dịch này rất là đặc biệt. Nhưng mà Thái Lan hiện giờ đó, họ mở cửa kinh tế rất là nhiều rồi, họ mở cửa du lịch rồi, họ đã làm nhiều thứ. Ngay cả Campuchia, chúng ta thấy rằng đi đến Campuchia mặc dù có giấy kiểm dịch như vậy, nhưng mà đi vào rồi thì họ cũng không cần cách ly, không cần phải cách ly khách sạn nữa, và cũng cho đi ra ngoài. Dĩ nhiên là chúng ta đeo khẩu trang, họ làm nhiều thứ, họ đã đẩy mạnh cái tốc độ rất là nhanh. Thì đối với Việt Nam đó, có thể nói rằng cái chương trình COVAX là cái chương trình chuyển giao rất là nhanh. Và bây giờ thì chương trình COVAX của Hoa Kỳ hứa rằng sẽ viện trợ tiếp tục cho Việt Nam trong cái năm 2022. Và chúng ta thấy rằng đó, ngay cả bà giám đốc tổ chức mà gọi là USAID của Hoa Kỳ tại Việt Nam, tổ chức viện trợ của Hoa Kỳ quốc tế đó, thì bà Marie Jaczyszczyk, thì bà này cũng đã có cho biết rằng là sẽ tài trợ lớn nhất cho Việt Nam. Hiện giờ là tài trợ Việt Nam là cái nước lớn thứ nhất rồi, mà tới đây còn sẽ còn nữa, bởi vì một mục tiêu là sao? Trong cái lúc mà nước Mỹ bị đại dịch, Việt Nam là cái nước đã tặng cho Hoa Kỳ những cái vật phẩm trị bệnh, những cái vật phẩm để mà chống dịch COVID-19, những cái chuyến máy bay lần đó tặng bao nhiêu các cái khẩu trang y tế hay là những cái dụng cụ bảo hộ y tế đó. Những cái điều đó trong cái lúc mà người ta khó khăn, nước Mỹ ra họ ghi nhớ những cái điều đó, cho nên bây giờ giống như là cái điểm để mà người ta trả lại cho Việt Nam, và sẽ trả lại bội hậu và trả lại rất là nhiều lần. Và Việt Nam là cái nước mà Mỹ đó đã tặng là 24,6 triệu liều, gọi là viện trợ cho Việt Nam hai cái Pfizer đó và cái Moderna. Và có thể nói rằng là Việt Nam là một cái đất nước mà tiếp nhận 7 triệu liều của cái vaccine Verocell từ ở phía bên Trung Quốc, rồi 5,6 triệu liều, coi như là 6 triệu liều vaccine AstraZeneca và Moderna từ cái nước Đức, rồi 5,6 triệu liều từ Nhật Bản, rồi 2,8 triệu liều từ nước Ý, rồi 2 triệu liều từ nước Pháp. Đó là những cái nước mà họ tặng cho Việt Nam rất là nhiều, từ hàng triệu liều đó lên. Và hàng loạt những cái nước khác, ví dụ như là Ba Lan, Hungary, Latvia, và họ đã nhượng lại cho Việt Nam 3,6 triệu liều vaccine có cái giá gốc cho Việt Nam, tức là họ không ăn lời gì hết, họ không sử dụng nữa, và họ đã chuyển giao cho Việt Nam rất là nhanh. Và cái tốc độ tiêm chủng của Việt Nam thì hiện giờ đó, Việt Nam tiêm chủng là lọt vào cái top 20 nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất của thế giới. Đây là một số liệu ha đã được công bố cho thấy rằng Việt Nam đã tiêm chủng đến ngày thời điểm mà cuối năm 2021 này là khoảng 150 triệu liều rồi, và trở thành một trong 63 các quốc gia ở trên thế giới có bao phủ hai cái mũi tiêm chủng cho 70% dân số. Trong đó thì Việt Nam đứng ở vị trí số 52 trong tổng số 63 nước thực hiện cái mục tiêu. Nhưng mà tính về cái số liều vaccine á, thì Việt Nam là đứng thứ 8 trên thế giới, chỉ sau có Trung Quốc. Trung Quốc là đông dân nhất, là cái số lượng mà vaccine mà họ sử dụng là khỏi nói rồi. Ấn Độ cũng là nước thứ nhì, Ấn Độ thì cũng cũng là như vậy thôi, dân đông.
Indonesia là cũng đông dân gấp 2,5 lần Việt Nam. Họ có 200 mấy chục triệu dân, ngay cả Nhật Bản là nước thứ tư, Nhật Bản cũng là đông dân hơn Việt Nam. Rồi Mexico, Pakistan và Đức. Thì trong 8 nước này đó thì chúng ta thấy chỉ có cái Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Việt Nam, tức là 4 nước thôi, thì đạt cái tỷ lệ tiêm phủ 2 mũi vaccine cho 70% dân số. Tức là Việt Nam bây giờ đã tiêm được 70% cho những cái người dân trong cái độ tuổi mà cần tiêm đó, người nào cũng đã 2 mũi rồi. Các bạn là những người trong Việt Nam, nếu mà trong cái lứa tuổi mà cần được tiêm, có người nào chưa tiêm hay không, 2 mũi hay không, và số lượng người chưa tiêm nó rất ít, 10 người chỉ có 3 người thôi là chưa tiêm đủ 2 mũi, nhưng mà cũng đã ít nhất có 1 mũi rồi. Và trong số 20 nước trên thế giới thì Việt Nam đã đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau có Indonesia, và đứng thứ bảy trong khu vực châu Á, và là một trong ba cái nước á, nhóm ba nước có cái tốc độ tiêm chủng nhanh nhất thế giới, nếu mà tính theo cái số liều tiêm theo ngày và theo tuần, theo ngày và theo tuần, nhất là trong 3 4 tháng cuối cùng này, thì cái tốc độ của Việt Nam là một trong ba nước tiêm chủng nhanh nhất thế giới. Có thể nói rằng cái mục tiêu mà tiêm chủng của Việt Nam gọi là phủ cho những người dân còn cao hơn cả Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì bởi vì ý thức chính trị và nhiều người dân Hoa Kỳ đó thì họ nói không vấn đề mà vaccine. Họ đến thời điểm này đó nữa, những ngày lễ hội, mặc dù là người ta tham gia nhảy nhót, tham gia họp mặt, tham gia vui vẻ, rồi các cái biến chủng lên cứ thông báo đủ thứ chuyện hết, rồi cho phép mũi thứ ba, nhưng mà Mỹ họ cũng nhiều người họ cũng chả có thèm đi chích, và chính vì cái điều đó nước Mỹ không thể đẩy cái tốc độ lên được. Cái vaccine này nước Mỹ sản xuất, nước Mỹ là nghiên cứu, nước Mỹ nghiên cứu luôn kể cả những cái thuốc để mà trị bệnh COVID-19 nữa, nhưng mà không thể mà lùa những cái người dân của mình đi chích, ngay cả vận động đi nữa người ta cũng không nghe, nó rất là khó, và cái số liệu vẫn cứ thấp. Và chúng ta thấy rằng hiện giờ đó thì ở Việt Nam đang có một cái sự hợp tác với các cái thuốc ở nhiều nước trên thế giới, và trong đó thì hứa hẹn là trong thời gian tới có thể là sẽ sản xuất được, thí dụ như trong cái chương trình mà ở phía bên cái công ty gọi là VA Biotech á, khi mà hợp tác với cái công ty Sputnik của Sputnik V của phía bên nước Nga, rồi ngay cả trong cái việc mà hợp tác giữa Vingroup với cái công ty gọi là Arcturus Therapeutics của ở phía bên Hoa Kỳ, và một cái công nghệ sử dụng gọi là mRNA đó, thì một cái công nghệ này hy vọng rằng sẽ có cái kết quả. Và tất cả những cái việc mà nghiên cứu các cái thuốc men ở trong Việt Nam trong cái thời điểm như hiện nay, trước đây thì người ta tìm những cái người mà tình nguyện chích người để mà thử các cái loại thuốc vaccine khi mà được nghiên cứu đó, trong cái đợt 1, đợt 2, đợt 3 gì, thì bây giờ gần như không thể tìm được người nữa, bởi vì ai cũng đã được chích hết rồi, cho nên nó cũng đã thấy rằng là cái bối cảnh nó hoàn toàn nó khác tới cái lúc mà cái màu xám xịt giữa cái cơn đại dịch bùng phát lần thứ tư. Và đây là cái điểm mà có thể nói rằng kết thúc năm 2021 là một cái kết có hậu, một cái kết mà cái thành quả của cái công việc chống cái COVID-19. Ai cũng hiểu rằng chống COVID-19 không có cách nào khác nó hiệu quả hơn là cái gì, vaccine. Và bây giờ thì có thêm cái thuốc điều trị. Và còn những cái chuyện mà gọi là 5K đó cũng chỉ là một cái chuyện hỗ trợ thôi, có thể là giúp ngăn ngừa thôi. Chứ còn để mà đẩy lùi cái đại dịch COVID-19 này mà theo cái hướng là mở rộng toàn bộ ra và nói rằng sống chung một cách rất là bình thường với đại dịch COVID-19 thì là cái gì? Là phải phủ coi như là vaccine COVID nó toàn bộ những người dân. Và với cái kế hoạch đến bây giờ mà nó coi như là cái tốc độ mà đến 100 mấy chục triệu liều như vậy, 180 mấy triệu liều, thì chúng ta thấy là rất là kinh khủng. Đây là một cái số liệu gần như á, không, những người mà họ có những cái óc tưởng tượng mà tốt nhất nữa thì trong 4 5 6 tháng trước đó, họ không ai dám nghĩ tới. Cứ đặt hàng mua cái Pfizer 31 triệu này, triệu triệu liều này cho người lớn, rồi 20 triệu liều cho trẻ em, rồi ngay cả mua của AstraZeneca thì
cũng hạn chế ba chục triệu liều, rồi ngay cả vài đặt mua ở bên nước này nước nọ đủ thứ chuyện hết, và tận dụng mà cũng chưa chắc người ta đồng ý. Nhưng mà cuối cùng cái kết quả đó cứ đi thu gom, đi đi xin đi nữa, mà mặc dù nhiều người họ chỉ trích là chính quyền của Việt Nam đi xin, thì ngay cả có đi xin thì cũng có làm sao đó, đi xin mà có được vaccine, đi xin mà có được cái loại thuốc, thì cái quan niệm mà chăm sóc cho những cái người người thân trong gia đình của mình hay là người dân dân trong Việt Nam, thì góc độ chính phủ mà họ có đi xin mà lo cho những cái người dân thì cái chuyện đó rất là tốt, là có quỷ gì đâu. Những cái gia đình đi nữa, bây giờ người ta có tiền, người ta cũng không có thuốc, không có thức ăn đi, thì người ta đi xin thì trong cái lúc mà khốn khó thì cái chuyện đó họ xin về cho con là cái điều đáng mừng, chứ tại sao phải chỉ trích? Mà thời điểm hiện giờ là thời điểm mà không phải có tiền mà mua được. Chúng ta đã thấy rồi, nhiều nước họ cũng giàu đó, nhưng mà họ không thể phủ vaccine COVID-19 cho những người dân của họ, bởi vì rất là nhiều các ý kiến khác nhau, hoặc là họ không nằm trong cái diện ưu tiên, hoặc là họ không có chủ động cái vaccine, họ không có mối quan hệ với các nước tốt, cái vị thế của họ mặc dù có tiền nhưng mà họ lại không phải là một đối tác thường xuyên, đủ thứ chuyện hết, cho nên họ vẫn không phải là cái đối tượng ưu tiên đã được chuyển giao. Và thực tế đó đó, không phải phủ nhận rằng cái ngành y tế của Việt Nam là có một cái thành quả trong cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, các cái kế hoạch đó, dĩ nhiên là trong suốt cái quá trình mà diễn ra cái đại dịch này, cái phương cách chống dịch có khá nhiều các cái sự sự bàn cãi, có khá nhiều các cái vấn đề tranh luận, và cũng có rất nhiều những cái điểm mà người ta phải rút kinh nghiệm. Tuy nhiên đó là một điều rất là tự nhiên thôi, bởi vì đại dịch COVID-19 này nó chưa bao giờ có tiền lệ, và tất cả những cái điều này các nước trên thế giới họ cũng đều mắc phải, chứ không chỉ riêng ở trong Việt Nam. Cái việc chống dịch đó mỗi nước khác nhau, mỗi nước có nước thì họ chủ động được trang thiết bị về thuốc men, về lực lượng nhân lực, những nhân viên y tế, nhưng mà có những nước họ họ quá tải, hoặc người ta quá tải có khi nó cục bộ thôi. Nước Mỹ cũng rất là khó khăn khi mà bùng phát lên, nhưng mà người ta thấy khó khăn ở khu vực thí dụ như ở New York chẳng hạn, và người thấy rất là nặng nề một số khu vực ở ví dụ như ở California, nhưng mà nhiều khu vực khác của nước Mỹ cũng rất là bình thường thôi. Ở Việt Nam cũng vậy, một cái điểm khó khăn rất là đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà khi đó thì ở Hà Nội cũng rất là bình thường, ở những cái vùng Đà Nẵng cũng rất là an toàn, nhiều tỉnh thành khác cũng rất là an toàn. Cho nên là không phải là tất cả nguyên một cái đất nước nó chìm đắm trong một cái biển mà lo lắng về cái đại dịch COVID-19, hoặc là cái đại dịch nó làm lấy đi sinh mạng của rất là nhiều những người bị nhiễm bệnh. Chúng ta thấy rằng thực ra thì những cái sự tự nhiên nó không có một cái tiền lệ, không có một nước nào có khả năng có đủ các cái bài bản, có đầy đủ một sự những cái bước đi nó hoàn toàn đúng đắn 100%, hoàn toàn khoa học 100% để mà né tránh. Và sau này thì người ta thấy rằng cái cách nhìn nhận về cái đại dịch COVID-19, về cái con virus này đó, họ rất là rõ rồi, cho nên bắt đầu mới mở cửa lại. Đến bây giờ thì gần như không ai còn sợ cái COVID-19 nữa, mặc dù rằng nó vẫn còn đang lây lan rất là nhiều, nhưng mà người ta kỹ lưỡng hơn, người ta có một cái tập quán, có một cái cách sống nó phù hợp hơn, và ai cũng phải tình nguyện chích hết, ngay cả chích vaccine Trung Quốc, chích vaccine nào mà có vaccine gọi là hiệu quả nhất, là có vaccine gì, vaccine được chích sớm nhất và được xin đầy đủ nhất. Và đó là cái điều rất là đặc biệt. Và hiện giờ đó thì cái việc mà vaccine nếu như mà Việt Nam mà sản xuất được thì cũng sẽ ở trên thế giới, ngay tại Hoa Kỳ, những cái tổ chức CDC của Hoa Kỳ cũng đưa ra nhiều dự đoán, và họ đánh giá rằng rất có thể là sẽ phải phải chích thêm những cái mũi tăng cường, và những cái biến thể của cái COVID-19 có khi nó lại biến thể nữa, và cái mũi thứ ba có khi không phải là cái mũi cuối cùng đâu, nhiều khi còn phải phải tăng cường nữa. Chính vì cái điều đó, ở Việt Nam cái việc mà nghiên cứu, cái việc mà sản xuất các vaccine COVID-19 là vẫn tiếp tục, và hy vọng là trong năm 2022 này, ít nhất là trong quý 3 hoặc là quý 2 hoặc là quý 1 đó, thì sẽ chích được cho những cái người dân hết, là coi như là 3 mũi để mà cho các em nó trở lại học bình thường, các cái sinh viên, học sinh, rồi ngay cả những cái người buôn bán, các cái khu vực du lịch cũng phải mở lại một cách bình thường, để mà những người Việt kiều ở hải ngoại cũng sẽ được về nước.
Nhiều kiều bào họ cũng đã chờ đợi rất là lâu rồi, ngay cả những cái người Việt Nam ở hải ngoại họ cũng mong muốn về thăm quê hương, làm ăn hay là làm đi du lịch gì đó, thì họ cũng vẫn chưa có thể nào mà đi được trong những 2 năm vừa rồi. Và đây là cái thời điểm mà người ta hy vọng rằng nó sẽ trở lại bình thường, và với cái tốc độ như thế này và giữ được cái phong độ này thì chắc chắn rằng ở Việt Nam sẽ thành công trong cái đại dịch Covid, cái chống chọi là cái đại dịch Covid trong cái năm 2022. Năm 2022 này đó thì Tổ chức Y tế Thế giới nhận định rằng sẽ đẩy lùi được cái Covid-19. Đó là cái điều rất là đặc biệt, và Việt Nam cũng sẽ là như Thái Lan, với Campuchia chẳng hạn, những cái khu vực mà Đông Nam Á này sẽ đi đầu và sẽ trở thành một khu vực xanh, khu vực an toàn, và chúng ta đều hy vọng như vậy. Rất là cảm ơn quý vị. Xin kính chào.